Dạ và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất hàng tháng nha. Và hôm nay em lên cho bà con mình một chiếc ghe, chiếc này chắc tầm khoảng 3 tấn rưỡi 4 tấn luôn cô chú anh chị. Ngang mét 9 dài 10 thước nha. Ai có nhu cầu liên hệ em. Giá cực kỳ rẻ luôn, hăm mấy triệu rồi bà con ơi. Mời cô chú anh chị. Dạ và đây là chi tiết của em ghe 3 tấn rưỡi. Ngang 1m9 nha cô chú anh chị nha. Dài 10 thước. Giá cực kỳ rẻ cho bà con mình luôn. Giá rẻ nhưng vẫn chất lượng nha bà con nha. Bè nổi cao nước luôn. Rất là sáng ghe. Con này về cho cô chú anh chị nào về chở đồ. Dạ hoặc là làm ghe câu. Giá rẻ. Chiếc này về làm ghe cho thuê đi câu cũng thu hồi vốn lẻ nữa nè. Đuôi nổi cao luôn, rất là đẹp nha bà con nha. Có dàn xề luôn. Làm ghe cào cũng được. Có dàn xề nè cô chú anh chị. Rất là đã. Vừa mới vừa được kiểm tra lại nha cô chú anh chị nha. Có thay vài cây cối, rất là đẹp. Cực kỳ chi tiết luôn. Quá sướng chưa? Nhôm lên cao luôn. Về làm bất cứ công chuyện gì cũng được. Chở đồ trong vườn là thoải mái. Câu chơi, gia đình. Rất đẹp nha cô chú anh chị nha. Mời bà con vào phía bên trong chung với em để xem chi tiết của em ghe này. Giá cực kỳ rẻ, hăm mấy triệu à. Dạ và đây là tổng chi tiết ở bên trên. Dạ thay một vài cái sao vườn mới rồi. Dạ sao này ngoài trại mình mang vào sao già không nè bà con. Rất là dày, cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp nha. Bung lưỡng luôn. Dở con cái này luôn đi. Để ông Tám dở lên. Đây. Chuyên thiết kế ghe câu, dạ ông Tám em. Giờ cận Tết quá cho nên em không dám nhận ghe câu của cô chú anh chị mình. Qua Tết tiếp tục. Đây đây. Công đà bè bồng. Giá rẻ nhưng vẫn còn chất lượng nha bà con nha. Chai bọng sẫm chét xong hết. Cây cối còn đỏ ao luôn nè. Dạ sập mũi có. Hay, giá rẻ thì mình không yêu cầu được nhiều nha cô chú anh chị nha. Đó, nhưng mà chiếc này cây cối còn rất là đỉnh. Từng chi tiết luôn. Dạ, xuống phía dưới. Công đà thì cũng có vài cây thai để cho hoàn chỉnh hết chiếc ghe cho bà con mình lấy về là chạy, không cần làm gì thêm nha. Dạ bà con coi được xuống đây coi ghe thương lượng trực tiếp tại chỗ và kiểm tra cây cối luôn cho đẹp nha. Đây sau núi gần gần nứt nứt cho bà con mình, đảm bảo bà con mình xuống đây coi là thích ngay. Ghe rất là rộng rãi luôn mà giá rẻ nữa bà con ơi. Ghe này hiện tại đang đi máy D18 hộp số Hà Nội lắp 30 tiếp 60. Chân vịt nhiêu vậy ông Tám? Chân vịt mấy tấc? Chân vịt tầm khoảng 5 tấc nha bà con. Bơm thái luôn. Đây dàn xài đuôi nè, đẹp cực kỳ luôn. Giá bán chỉ có 25 triệu thôi nha cô chú anh chị nha. Dạ có ghe thương lượng trực tiếp tại Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Con này tầm khoảng 3 tấn rưỡi 4 tấn nha. Rất là đẹp. Nhìn là sướng mắt ngay. Cực kỳ đá luôn nè. Đó chỉ 25 triệu thôi là có một con ghe đi chơi gia đình, câu kéo hoặc đi chở đồ luôn. Ngang mét 9 dài 10 thước nha cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Cảm ơn cô chú anh chị luôn tin tưởng ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Tạm biệt, bye bye. Quá đẹp.